Kính thưa quý khán thính giả, theo dõi những diễn biến thời sự gần đây, chúng ta có thể nhận thấy vai trò, vị trí, uy tín và đặc biệt là quyền lực của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dường như đã rút gần về con số zero. Với vai trò là nguyên thủ quốc gia, đáng lý ra Trần Đại Quang phải có nhiều quyền lực hơn trong thực tế, nhưng bây giờ đến ngay cả cấp dưới cũng khinh khi ông ra mặt. Điều may mắn nhất cho Trần Đại Quang đó là ông vẫn còn liên quan, có dây mơ rễ má và quyền lực vẫn còn gắn liền với rất nhiều tướng công an quân đội. Gần đây thấy có xu thế ông Trần Đại Quang trở lại chính trường trong một vai trò tích cực hơn nhằm tìm lại chỗ đứng của mình. Mới đây chúng tôi nghe thấy Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phàn nàn về việc lời của ông trên báo chí đã bị cắt xén. Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cùng một số người trong ban tuyên giáo đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời đến phủ chủ tịch. Chữ mời chúng tôi muốn đặt trong ngoặc kép. Thật ra đó là một hình thức để nhắc nhở rằng đáng ra báo chí cần tôn trọng lời ông hơn. Sự việc liên quan đến chuyện một phát ngôn chính trị của nhân vật Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bị báo chí nhà nước thẳng thừng cắt xén, tạo ra một vụ việc khóa miệng chưa từng có dành cho quan chức cao cấp này. Ngày 19 tháng 6 năm 2018, bài báo trên báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình với nội dung ban đầu là tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói rằng ông đồng tình với kiến nghị cử tri cần có luật biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này. Bài báo được đăng trên báo Tuổi Trẻ đã bị biến dạng chỉ sau vài tiếng đồng hồ khi được đăng lên trang. Nội dung bài báo đã được sửa lại và không còn bất kỳ nào ngôn từ của Trần Đại Quang liên quan đến luật biểu tình, mà chỉ còn thấy ông Quang chuyên chính vô sản về những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh là do các đối tượng chống đối kích động lôi kéo. Vụ khóa mỏm trên là lần thứ ba trong vòng hơn một năm xảy đến đối với giới quan chức cao cấp ở Việt Nam sau Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn. Các tổng biên tập các tờ báo như Tuổi Trẻ và Thanh Niên ngay sau khi đăng bài đã nhận được cuộc gọi từ ban tuyên giáo yêu cầu gỡ hoặc sửa những bài báo đó nếu như không muốn bị chế tài. Biên tập viên của tờ báo khi đăng tin này đã rất phẫn nộ, bất bình vì những gì ông viết ra là những gì ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nói, nhưng lại buộc phải yêu cầu sửa đổi bài viết theo đúng ý của ban tuyên giáo. Lời phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đụng chạm và mâu thuẫn quyền lợi cũng như vai trò của hai người khác, cụ thể là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bởi vì hai người này là hai người hối thúc để thông qua luật an ninh mạng và luật đặc khu. Nhưng luật biểu tình thì chính những người này lại từ chối thông qua, từ chối thảo luận và hoãn thời điểm thảo luận về dự luật quan trọng này. Đây không phải là lần đầu tiên Quốc hội hoãn thông qua luật biểu tình. Từ một vài năm trước, Quốc hội Việt Nam đã được yêu cầu thông qua cũng như thảo luận về luật biểu tình. Trước sự việc hàng chục ngàn người xuống đường trên khắp cả nước, thế nhưng cho đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn quyết ngậm miệng ăn tiền. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tỏ ra rất bất bình vì lời nói của mình đã bị gỡ bỏ, cắt xén theo ý của riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng lực bất tòng tâm, dù ông muốn làm điều gì đi nữa, thì ít ra trong thời điểm hiện tại, ông phải nhẫn nhịn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì ông Tổng nay đã liên kết với bà Nguyễn Thị Kim Ngân để có thêm thế, thêm lực và khống chế phe cánh của Trần Đại Quang cũng như của Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ mới cách đây một thời gian, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bị đầu độc và mất tích trong vòng khoảng hơn một tháng và chỉ trở về một ngày trước khi Hội nghị Trung ương 7 khai mạc. Với khuôn mặt hình hài biến dạng, sức khỏe không bảo đảm, lời nói yếu ớt, chỉ cần nhìn qua bộ dạng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người ta có thể nhận ra ngay điều gì đã xảy đến với ông. Do vậy, chim bị đàn sợ làng cây cong.
Cho đến nay, chỉ cần nhìn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tuy là một tướng nhưng vẫn e sợ không kém. Riêng về khoảng thâm nho mưu mô hiểm ác và sự ra tay ớn lạnh của một người được mang danh là Sĩ Phu Bắc Hà, thì kể cả là ông tướng công an như Trần Đại Quang cũng không thể vượt mặt được. Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lệnh gỡ bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thì coi như là một hình thức khóa miệng và sửa lưng Chủ tịch nước. Đây có thể được coi là một hành động sỉ nhục mang tính công khai và là lời cảnh báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Trần Đại Quang. Cũng cần nhắc lại rằng, vào cuối tháng 4 năm 2017, khi còn là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng đã vội vã làm bản giải trình về trách nhiệm của ông ta khi còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sau đó chỉ đạo Văn phòng Thành ủy gửi đến 200 ủy viên trung ương như một cách minh bạch hóa thông tin và phản bác kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đối với những sai phạm bị xem là rất nghiêm trọng của ông Đinh La Thăng, nhưng ngay sau đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã chỉ thị thu hồi toàn bộ bản giải trình của Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, thu thẳng tay từ những người còn chưa kịp bóc bao thư, không cần một sự tế nhị nào hết. Gần một năm sau, ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ Mobile Phone mua AVG vào tháng 3 năm 2018, bản giải trình của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, nhưng không ký tên mà chỉ in dấu treo của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng đã bị thu hồi. Nhưng còn nặng nề hơn trường hợp Đinh La Thăng, quyền tự do ngôn luận của kẻ biệt miệng báo chí nhà nước là ông Trương Minh Tuấn đã bị chính những đồng chí không đồng lòng của ông ta biệt miệng lại. Dấu hỏi rất lớn là vì sao phát ngôn về luật biểu tình của Trần Đại Quang lại bị thẳng tay cắt xén. Kể từ đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016 đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Đại Quang hé ra thái độ cần luật biểu tình. Bất chấp việc vào thời còn là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Quang đã được giao soạn thảo luật biểu tình, nhưng đã rất nhiều lần bộ này nảy ra nhiều lý do chủ quan và khách quan để xiên lùi bộ luật quyền dân mà đảng cầm quyền và chính phủ đã nợ người dân suốt từ Hiến pháp năm 1992 đến nay. Nhưng cũng còn một mẩu chuyện bí ẩn khác cần tham khảo. Sau cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 và đặc biệt là cuộc biểu tình thành công ở Sài Gòn, một số ý kiến cho rằng cuộc biểu tình này có thể được ngấm ngầm hậu thuẫn bởi một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng cầm quyền. Thế lực đó còn có thể liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an, và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lực chính trị giấu mặt đó muốn mượn người dân, hay chính xác là lợi dụng người dân, để kích động một chiến dịch biểu tình trên quy mô lớn và kéo dài như mô hình áo đỏ, áo vàng ở Thái Lan, nhằm gây áp lực và mặc cả vị thế chính trị trong nội bộ đảng, hay tạo áp lực đủ mạnh để yêu sách một chóp bu cao cấp nào đó của đảng phải từ chức. Tóm lại, chưa có gì gọi là lấy dân làm gốc, mà chỉ là trò lợi dụng dân để lật đổ nhau. Tại hội nghị Trung ương 7 vào tháng 5 năm 2018, người ta vẫn thấy Trần Đại Quang ngồi cạnh Nguyễn Phú Trọng trên bàn chủ tịch đoàn. Thậm chí ông Trần Đại Quang còn được giao điều hành phiên khai mạc của hội nghị này. Nhưng dường như ngay trước hội nghị Trung ương 7 đã xảy đến một bí mật cung đình, đã khiến ông Trọng im lìm hẳn. Ông Trọng đã từng nói, ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa và mở đường cho người ta tiến, là những phát ngôn đượm nét xui xì của Tổng Bí thư Trọng trong một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội sau hội nghị Trung ương 7. Cho dù ông Trọng vẫn không quên dùng bộ túc từ lò đã nóng rực. Vào buổi chiều 17 tháng 6 năm 2018,
Khi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn đề cập một cách mạnh mẽ cùng những ngôn từ bóng bẩy và ẩn dụ về công cuộc đốt lò của ông, trong khi lại cho rằng vấn đề kê khai tài sản cán bộ là rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân, và mong muốn cử tri tiếp tục tham gia góp ý, đóng góp ý kiến để sớm hoàn thiện được luật này và sớm được Quốc hội thông qua. Có thể cho rằng phát ngôn trên của Tổng Trọng là một sự thừa nhận gián tiếp về thất bại của chủ trương của các cán bộ, đặc biệt là thừa nhận gián tiếp thất bại về chủ trương kê khai tài sản cán bộ, và cao hơn nữa là kiểm tra tài sản 1.000 quan chức, cũng là một dấu ấn tạm thời thất bại cho cuộc chiến được xem là chống tham nhũng của ông Trọng. Một cuộc chiến mà theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, đó chỉ đơn thuần là một cuộc chiến giả nhằm để đấu đá nội bộ mà thôi. Quay lại với câu chuyện Chủ tịch nước Trần Đại Quang bị ngắt tiếng, ai cũng biết rõ kẻ nào đã ra lệnh điều đó. Cái điều quan trọng và điều cần làm nhất là ông sẽ xử lý như thế nào, có hành động đáp trả nào hay chăng. Ông cũng thừa biết rằng những đại biểu như ông, kể cả là Chủ tịch Quốc hội như Nguyễn Thị Kim Ngân, thì kể cả ngay trong hội trường, trong nghị trường, trong những lúc tiếp xúc các cử tri, vẫn bị ngắt tiếng là chuyện đương nhiên.